Ngày 17 tháng 5 vừa qua thì lễ công bố Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nhân và các bạn trẻ quan tâm đến hoạt động khởi nghiệp. Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh được khởi xướng và sáng lập bởi Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội. Trong sự kiện lễ công bố, quỹ ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng. Đồng thời tiếp tục kêu gọi các đơn vị tham gia đóng góp thêm nguồn lực hướng đến mục tiêu đạt quy mô ít nhất là 100 tỷ vào năm 2020. Quỹ được hình thành với mong muốn giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo, đóng góp chung vào sự phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ, ứng dụng trên mobile internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp có tiềm năng áp dụng với quy mô rộng. Ngoài ra, ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao, do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khởi xướng. Nguồn vốn được hình thành từ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn. Để phát huy hiệu quả của hai nguồn quỹ nêu trên, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp BSSC sẽ đóng vai trò quản lý, điều hành và là bộ phận thường trực điều phối cả hai nguồn quỹ.